Lên em thì hôm nay là hết chuyện gì làm rồi, ghê giờ thèm chở dữ lắm rồi, cho nên ba xí giờ môi móc công việc làm mà gắn cái độn vô rồi ha. Giờ cái máy chưa rửa, giờ đem vô rửa cái máy nè, giờ rửa cái máy cho nó sạch sẽ với cái hầm mũi á, hầm mũi rửa bằng nước rửa chén luôn. Wow, hôm nay thèm chở dữ lắm, con lúa chở con chiến rồi nó biết cái này sao. Hồi đó đi ghe cây không có kỹ như vậy nghe anh em, tại mình biết nó kỹ nó cũng vậy à. Mình đi sắt thì mình cưng hơn không kỹ nó xé, còn ghe cây thì phải kỹ, hả lỡ kỹ không kỹ nó xé, hả lỡ kỹ rồi mình kỹ luôn đó. Nói con cho hoàn chuyện để hồi đó anh em nói bình luận vô trong YouTube đây, thằng ở dơ thì ở dơ thiệt, ở dơ mình chịu ở dơ à. Giờ cái này thì mình kỹ ra ngày xưa, tại vì á lúc này là mình đang ế, đang nói chung là cũng chưa có làm gì được, chứ lúc làm được rồi đó thì cũng không có xong đồ dọn dẹp ha. Nhưng mà cái này á nó không bụi bặm vô được anh em, không bụi bặm vô được trong cái mấy cái khu này nè, thành ra nó không có dơ. Còn cái cây của mình á nó vô được, nó lọt vô được nha, cái cây mình nó lọt vô được, thành ra nó dơ để nó lọt vô, không lẽ là hồi nào cũng dội. Cái này là dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Cái này ba cái này là ba cái bạc dây nè. Lần này là anh em đi tham quan xuống hầm máy là không có miếng bụi luôn nha. Mới mốt mình lấy nhớt 120 á, thay vô trong này mấy anh em kể là nó là thay vô trong mấy cái ở dưới này nè anh em. Mấy sĩ hàng hôm nay lọc rác nè, còn này là cái lượt nhớt 10 là mình thân nó
nó nóng dữ để ngồi khám phá kìa. Quét cho nó sốt cả, quét nó xuống cả, bây giới luôn cả. Đâu có sao mang hàng chặn ngay thế nào? Đi thông xuống luôn rồi. Thông xuống luôn. Thank you.
Cái này phải sạch cả. Lên rồi đi. Ít nó như vậy. Vậy sao không nguội được? Nước nó qua vậy sao không nguội nhất được? Nước nó qua đây thì dày đâu có gì, nó dày sao ngủ nhất được, chưa được. Vậy này này chạy đảo thôi nghe anh em, chứ không có ấy được. Vậy này bữa nào kêu thợ chẳng nghiên cứu lại cái mới được nha, làm cái sân hàng cho nó đàng hoàng chứ sao mà gì sao được. Chùi khô à.
cây chổi anh lát lát ra nha. Này là mình chạy máy cho nó nóng á, cho nó khô. Mấy cái này là thì thay nhớt vô, thay nhớt cái đường dưới này, cái này thì khỏi cái này để mình vứt đi. Thank you.